Hello anh em này, hôm nay hy vọng rằng hôm qua thì mình quên mất, mình bận mưa gió quá. Thì hôm nay bây giờ cũng là 21 giờ đúng không? Rồi. Nếu anh em demo chia sẻ mình sẽ cắm lộn cực lộn này. Cổng Cali này ra mắt nha, cho anh em. Đó. Thì hy vọng rằng video này anh em xem, những anh em yếu, anh em biết rồi hay là chưa biết, biết rồi thì vui lòng bỏ qua, đặc biệt những anh em mình ưu tiên những anh em hồi giờ hay bị chết con IC này thôi. Đó. Thì bây giờ anh em hãy chia sẻ số lượng trên 60-70 người coi đi. Rồi mình sẽ cắm nguồn 5V dí ra mát luôn nha. Thì hy vọng rằng anh em xem cái clip này hay, anh em phải chia sẻ. Cảm ơn mọi người. Đó. Được chưa? Đấy, xem cảm thấy thú vị thì mọi người chia sẻ. Cảm ơn anh em. Đó. Ok, chia sẻ nha cả nhà. Mỗi người nhấn cho Thị Tuấn khoảng vài cái like. Ok, thì hy vọng rằng chia sẻ mình sẽ mở yên lên đầu tiên nha. Đó. Ở đây sẽ có bốn sợi dây, chúng ta sẽ nhìn cái mẫu cài lên trên, anh em nhìn thấy mẫu cài không? Đó, mẫu cài lên trên, ở đây nó sẽ có cái chụp vào. Đó. Chụp vào. Đó. Rồi chúng ta sẽ demo đi, bây giờ mình sẽ bật luôn cái này lên để mình rút TV ra. Rút TV ra để mình chích vào nguồn 5V vào mát nha. Thì đầu tiên anh em nhìn đây có đèn chất hết tất cả đầy đủ này, ok chưa? Đó, đèn Alin Chitop là cái đèn chữ A màu xanh, ok. Rồi bơm xăng anh em vẫn nhìn thấy tiếng e này, ok, có nghe thấy không ạ? Nghe thấy bấm số 1. Thấy bơm xăng vẫn còn bơm không? Đó, bơm vẫn còn bơm thì bấm số 1 nha. Nè. Rồi, tí nữa để thử cho chắc ăn, mình sẽ thử xem IC còn dập mát cho motor bơm không? Chia sẻ, cả nhà. Ok. Đó, nhiều anh em bảo dí ra mát, hoặc là chập nguồn 5V thì hôm nay chết chẳng sao cả. Vui vẻ nhá. Để lần sau anh em hạn chế. Đó, hạn chế ở trạng thái đừng bao giờ chúng ta nghịch lung tung để nó chết. Đó. Ok, thì hôm nay mình cũng mới đi về nhà, nhưng thật sự mình sẽ không bao giờ có cốc bia, rượu cốc bia nha mọi người. Mình mới ghé đi một chút xíu về nhà mình live stream cho mọi người thôi. Đấy, ở đây chỉ là một cái live stream, nói chung là chúng ta không được làm như vậy. Đấy, được không? Xem để biết, chứ chúng ta không nên làm như vậy. Nó rất nguy hiểm, cho chúng ta phải trả giá bằng tiền đấy ạ. Nhưng hôm nay thì Tuấn đã hứa thì làm cho mọi người xem nó có mất đèn FI hay là mất hệ thống bơm xăng hay không. Rồi, còn tất cả anh em kế tiếp là mình mua ô tô mới người cho mượn 1 triệu nhá. Đấy, vừa rồi hứa rồi đấy. Mình mua ô tô thôi, suy nghĩ mua cha xe mới luôn. Về nhà va quẹt có bảo hiểm mà, thân vỏ lo. Chứ bây giờ mua xe cũ mà nghĩ bây giờ cứ 6 vạn, 5 vạn, 4 vạn có xe 7 vạn đời 2018, nói chung là rẻ được có tí thôi. Thì quy luật anh em làm nghề cũng vậy, tùy theo. Thì đương nhiên có người mua xe cũ, người mua xe mới. Đó, thì tùy theo cái sở thích mọi người, còn anh em mình làm công nghệ chắc mình biết rồi. Đơn giản một con xe vậy thôi, A Black hay SH hay Winner hay là Exide cũng vậy. Một con xe mà chạy 5 6 vạn rồi thì đương nhiên vào chúng ta đúng không? Làm nồi làm yếc gì nữa thế có bằng con xe lấy ở trong hết về. Đấy, tuy nó sẽ rẻ, ví dụ như kiểu xe máy đây nó rẻ khoảng 10 triệu 20 triệu so với mới thì đương nhiên sẽ không bằng xe mới được. Xe mới luôn luôn có bảo hành,
đơn giản là trơn tru động cơ, tất cả ma sát còn tất cả tốt, đúng không? Bộ truyền động đơn giản, bộ lắp hay bộ nồi vậy thôi. Ô tô thì cũng như vậy nếu chúng ta làm kỹ thuật. Đấy. Bộ dây điện 60 cây 5 lít ăn chay, chia sẻ nhanh lên. Rồi bật cốp lên ra. Đây, 5V đây, tí mình sẽ, chắc anh sẽ lấy cái đồng hồ mình đo cho cả nhà. Chia sẻ, mua mẹc hả anh, mày ăn tiền đâu, mua con xe khoảng vài lít chạy thôi, che nắng che mưa thôi, Việt Trần ơi, tiền đâu ra em. Cuộc sống nó còn, kinh tế nó còn khó khăn, mua con chạy phải phẹt chơi thôi. Đây, lấy cái này luôn, dí cho mát. Ở đây, cái này có đầu đồng rồi. Trước khi mình đo thì mình kiểm tra sợi dây này coi có ngắn mặt, có đứt yếc gì không rồi đã. Cái video này với ai thì làm, review cái video này thì thật giả thì mình không biết. Còn với mình là mình phải thực tế. Đây, cái đầu này mình đã bóc ra rồi. Nha. Rồi, đây. Rồi, mình sẽ vuốt cho nó nhọn lại, mình sẽ ngâm ra mát. Đó. Lỡ mày ngâm xíu rồi, đừng ngâm lâu, sẽ tọi hay không. Mình hồi giờ thì cũng chưa làm cái vấn đề này bao giờ cả, hôm nay sẽ làm. Bởi vì nhiều anh em làm chết nhiều quá, không biết chết kiểu gì, sao mà chết nhanh tới mức độ như vậy. Rồi, đo thông mạch. Rồi, que đo này, hai que màu đỏ luôn. Chúng ta, đầu tiên chúng ta sẽ đo sợi dây này coi nó bị ngắn mặt không ạ. Rồi, đồng hồ tít tít là chứng tỏ là sợi dây này tốt. Rồi. Que đo đồng hồ này gãy luôn, bỏ luôn. Bởi vì nó gãy không? Gãy như bạn có thể thấy. Rồi, ok, đo lại cho cả nhà. Rồi, ok. Bữa nào ra chở em đi chơi nha hả anh? Ok, Việt Trần. Anh mua con che nắng che mưa. Hy vọng rằng quý vị đang xem video này buổi tối này cảm thấy có hữu ích thì quý vị chia sẻ. Rồi, thử luôn IC còn dập mát cho motor bơm. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái bóng đèn thần thánh gì đó đi. Lẻ tiền hiệu quả. Mang lại chia sẻ đi anh em. Chia sẻ đi cả nhà. Đây. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra một cái điện áp 12V. Chúng ta nhìn thấy cái rắc mũ cài này làm cái gì thì làm, anh em phải quay lên trên. Bởi vì chúng ta chưa chuyên nghiệp mà nó sinh ra cái mũ cài này, chúng ta phải luôn luôn phân hướng ở bên trên. Đừng cứ quay xuống dưới thế này nữa. đúng là cái rắc chờ của Honda này nó làm cũng mệt thật. Đôi khi nó trêu người, những anh em ở đây thật sự có 5 lỗ. Nhưng người ta bịt bỏ một lỗ này, nhưng ở trong này vẫn có chân. Nhiều anh em cứ chọn ở đây luôn. Rồi, chúng ta sẽ đếm từ trái qua phải, chân số 4. 1 lỗ bỏ, 2, 3, 4. Từ phải qua trái sẽ là chân số 2, đen, sọc trắng. Rồi, điện áp đã có. Ok, 12V. Lúc này chúng ta sẽ kẹp cái này vào giữa ắc quy và cộng và dây lửa. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng bóng đèn led đơn giản như này, anh em bắt được motor bơm hư hay là đứt dây hay là chết mặt IC chỉ có 3 bước. Nhiều anh em vào vẫn gọi điện thoại hàng ngày, cứ ăn xong là gọi thôi. Dùng cái bóng đèn như này thì anh em làm không được. Đó, nhiều anh em bảo Tuấn ơi, có cái clip, có cái video nào không hướng dẫn cho mình làm cái bóng đèn này, mình thấy khó làm quá. Hay là Tuấn có bán không, làm cho mình nha. Hôm nay đấu giá cái này 200.000 luôn. Nhiều người nào có tiền không biết làm đấu giá luôn, 200.000 về nhà xử luôn nhá. Xài cái này hết kiếp người. Trừ khi lấy chân đạp vào bể cái bóng đèn sương mù này lắp vào xài tiếp. Còn cái bóng đèn led này á, xài tới khi nào không làm nghề nữa thì thôi. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra xem cái dây màu nâu
Nè, IC nó sẽ dập mát ở trạng thái khoảng 3S, bật khóa điện. Ok. Tắt. Bật. Ok. Và lúc này IC dập mát cho motor bơm tốt. Còn bây giờ chúng ta nhấn lận đề thì lúc này IC dập mát luôn thì đèn LED sẽ sáng. Rồi, bỏ qua ở trạng thái khởi động. Start. Bật. Ok. Hôm nào em ra đây, anh Tuấn ok anh. Chia sẻ đi quý vị ơi. Hãy cho đi rồi sẽ nhận lại, chia sẻ mạnh like lên, đừng có giấu ở trong lòng, im ỉm, thợ chia sẻ clip này nhiều, anh em thợ yếu người ta không biết, cho đi, chưa chắc người ta đã làm được đâu. Cứ sợ, bởi vì tư duy tùy theo ở cái đầu chúng ta, có người hôm nay học thì nhớ mãi mãi, có người hôm nay học thì ngày mai lại quên, quên chẳng biết phải làm như thế nào cả. Ok, vừa xem vừa thả phim lâu rồi. Dặn vô này mới vô. Ok em trai. Rồi, tất cả đều tốt, bật khóa điện, bơm xăng e. Rồi, lúc này chúng ta sẽ đi bước kế tiếp, làm thì không làm thì thôi, làm để cho nó tới tầm để cho quý anh em cùng xem. Chúng ta lúc này sẽ rút TBS. Đơn giản, có rất nhiều anh em thợ TBS, anh em cũng chẳng biết con nào. Đôi khi chụp hình bảo anh Tuấn ơi, con TB là con trên hay con dưới? Thì Tuấn cứ bảo con dưới. Làm nghề tới mức độ như vậy rồi mà anh em vẫn còn hỏi TB là con trên hay con dưới, thì anh em thật sự chưa hiểu về điện. Chưa hiểu về điện thì chúng ta không nên làm. Đó là cái quan điểm của Tuấn như vậy, không nên mò. Bởi vì đơn giản một cái cơ bản làm một con TB thì anh em phải biết nó rồi. Và đồng thời phải biết nó sẽ là điện áp 5V hay là 12V. Và giờ nào giờ mát, giờ nào tới tín hiệu. Thì chúng ta phải làm nghề, không có anh em mua bộ tài liệu của mình, anh em về anh em học. Thấy anh em mò dữ quá. Rồi. 5V thì cái này chúng ta không dùng bóng đèn được. Bởi vì bóng đèn không cho chúng ta cái thông số chuẩn. Chúng ta phải dùng cái đồng hồ. Rồi, 5V là dây ngoài cùng này. À, cái dây màu vàng sọc đỏ đó. Đấy, sọc đỏ, sọc cam, tá lả, cứ dây ngoài cùng là bụp. Rồi, xanh sọc cam, xanh sọc đỏ, bụp. Và cái dây vàng sọc đen là dây tín hiệu. Chúng ta sẽ đo hai sợi dây ở bên ngoài, xem điện áp có 5V hay không. Đấy. Ok. Rồi, thì cực kỳ đơn giản thôi, không có gì khó cả. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra mát, đo ra sườn cái đã. Xem có mát chưa. Mà chúng ta quan trọng gì dây mát đâu, quan trọng là cái nguồn 5V thôi. Rồi, 20V DC. Rồi, chúng ta sẽ lấy một cái đồng hồ này dí vào mát. Được chưa? Rồi. Mát mát đây cũng được này. Rồi, ok. Đầu tiên trước khi đo kiểm tra xem cái đồng hồ của mình nó ok không đó. À, thông mạch không? Ok. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua 20V DC một chiều. Rồi chúng ta sẽ chọc vào cái dây 5V. Dây bên tay phải chúng ta. Đấy, chọc cái này vào, nó không bao giờ hư dắt. Nhiều anh em chọt tè le hạt me hết, lúc này rắc là há mồm hết. Chúng ta sẽ dí vào, bật khóa điện lên. Rồi, điện áp căng đét 5V. Rồi đây. Đấy, cả nhà nhìn thấy 5V, bấm số 1 nào. Đó. Ok chưa? Đó, ba lát là sáng. Ừ, 5V có đúng không? Có 5V. Có 5V. Có 5V. Rồi, có 5V. Rồi, ok, hôm nay mình chơi ngu một cái. Trên đời luôn luôn phải lâu lâu phải thử thách mình ngu một tí. Cuộc đời phải luôn luôn ngu một tí. Rồi, để khẳng định cho anh em như thế này đúng không? Mình sẽ chích vào đây luôn này. Được chưa? Đó, nó có mát rồi đấy. Còn anh em không tin tưởng, mình sẽ làm thêm một cái nữa cho anh em.
đo thông mạch, mình chỉ cho anh em nó hơi rườm rà tí nhưng nó phải đảm bảo. Rồi chít vào sườn xem thông chưa. Rồi ok, vậy đây đã có mát. Được chưa? Ok. Rồi mình chứng minh cho anh em điều này luôn. Mình sẽ lấy cái này mình cột vào đây luôn. À, mình khỏi cần chọn cho anh em đảm bảo chất lượng. Chất lượng luôn luôn nó phải đi tới hàng đầu. À, rất bén. Rồi ok chưa? Xoắn nó lại. Phải lúc này chắc ăn chứ. Xong chắc ăn được. Rồi, không chắc ăn đúng không? Sợ không tự tin đúng không? Đo cái cây này. Đo cái cây này luôn. Đồng hồ kêu tít tít là cây này ok. Cái này chưa ăn gì đây, gì cha vào đây luôn cho nó ăn cho anh em tin tưởng. Ok chưa? Đó, cứng luôn đó. Rồi cái này đã thông với mắt sườn nha. Đây. Đó. Kéo lên kéo xuống thông không? Ok thông, siết lại tiếp cho nó chặt. Công anh em bảo ừ, thằng Tuấn này nó làm nó đánh ban chứ không phải là chuẩn. Rồi đây, rồi lúc này thông nha. Rồi dí vào nguồn 5V nè. Rồi vàng sọc cam nè, được chưa? Rồi dí tiếp tục kiểm tra xem mát thông chưa nè. Rồi bây giờ bật khóa điện lên này, đồng ý chưa? Cả nhà đồng ý chưa nào? Đó, nguồn 5V vàng sọc cam. Cả nhà nhìn thấy chuẩn chưa? Vàng sọc cam, mình đã tiếp mát. Đó, mát đúng không? Làm thế này thì đương nhiên nó sẽ là live trực tiếp rồi. Không phải là mình live, mình sửa lại clip mình đăng lên. Đây là đang là live trực tiếp ở trong fanpage. Đó, ok chưa? Ok, bấm hết số 1 thế nào để mọi người chứng minh là cái video này đang thật. Tiếp tục sử dụng cái đồng hồ này đo lần nữa. Mất công bảo nó lỏng giắc nè. Đó, tít này là thông à. Đó, bật lên giờ IC đổ tét cái là ok, đúng anh em ngày mai phải hạn chế. Bây giờ bật lên IC làm phẹt cái bốc khói là hạn chế. Đó, giờ bây giờ bật hóa điện lên nè. Chia sẻ lên để IC có xịt khói hay không. Quý vị ơi, anh em của Đình Tuấn ơi, đêm nay chơi mạng lên coi IC có xả khói hay không. Đó, IC vẫn còn ở đây nha. Mất công là bảo đổi. Đó, con này nè. Đây, K12 chữ màu đỏ nè. Được chưa? Ừ. Muốn chứng minh cho mọi người đây luôn nè. Rút ra lại nè. Để cho mọi người biết con bơm xăng này nha. Đó. Được chưa? Mất công mọi người bảo, ừ, thằng này lại bảo, ừ, đổi IC mất công. Đang báo cái lỗi số 8 TBS. Đó, bơm xăng nè. Ok không? Sẽ quay xa ở đây luôn. Rồi, tắt khóa nè. Đó, quay ở đây luôn nha. Quay ở đây mất công bảo có ai đứng ở đây không. Chơi đẹp, free, nhét vào nè. Nhét sâu vô, kéo xuống luôn. Mất công nó bảo, ừ ơi. Đó. Rồi, 1, 2, 3, đủ 6 người nữa cho đủ 120 nào. 1, 2, 3, đủ 4 người nữa cho đủ 120 người chơi nào. À, giờ không ai hết. 1, 2, 3, chia sẻ cho mấy người nữa đủ 120 người chơi nào anh chị ơi. Anh chị yêu Đình Tuấn nào không chết bơm xăng. Để chết nó phải nổ FI chứ, nhiều anh em cứ bảo chập nguồn 5V. Không biết là anh em chập có lâu không, chết thì bỏ chứ gì đâu. Hôm nay là mình like như vậy nhưng anh em không được làm như mình. Đó, có rất nhiều anh em bảo chết. Rồi, bắt đầu. Ba người nữa để bật khóa. Đây, vẫn còn ICC. À, ba người nữa để bật khóa, quay xa camera ra. À, để không có ai can thiệp vào bất kỳ ở đây cả. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đếm giây nhá. Đấy, 5 giây, hoặc là bật lên là xịt khói.
là anh em thấy sẽ xịt khói hoặc là chết luôn. Bây giờ bật lên nó sẽ mất hết này, hay có gì không? Mất hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10S, tắt. Ok, rồi bây giờ mình rút ra xem còn cái gì không? 10S, mất hết nha, chập nguồn 5V là mất hết. Rồi, xem còn nháy không? Cương ơi, 10 giây, bây giờ bật lên không có gì, thì coi như đít bóng mùa xuân ở trạng thái 10S. Rồi, ok. Đó, thì lúc này cho quý vị chập nguồn 5V, quý vị quẹt thoải mái. Yeah, quẹt thoải mái sẽ không bao giờ chết. Ok chưa? Yeah. Đang mở khóa điện giờ quẹt mát này. Đó, để cho anh em chứng minh anh em cứ thợ mới ông kia nó hù. Hù anh em té ngửa hết. Nè, quẹt nè. Thì cái này coi như là quẹt mát mà. Đấy, chúng ta sẽ tiếp mát này, quẹt nè. Quẹt nè. Đó, nó ngắt. Chúng ta sẽ dính mát, nó sẽ ngắt bơm xăng. Và bây giờ chúng ta rút ra lại, nó sẽ bơm này, nhìn đây. Đó, anh em cứ thợ bị mấy thầy kia hù anh em sợ té đái hết. Nè, chỉ vào nè. Nghe tiếng e là được rồi, bởi vì chúng ta cái bơm này nó kêu mà. Đây. Rồi, dí vào chậm FI nè. Ok. Mở ra nó sẽ bơm nè. Tuyệt vời không? Ở đây không can thiệp gì nha. Ngày mai anh em có thể làm như vậy ở trong 10S. À, rồi bây giờ mình sẽ cho khoảng 12S. À, cảm ơn lại. Ok. À, ok. Ở đây chỉ có mình nghịch dại thôi. À, trên đời này ấy, thì mình không được học hành như đảm bảo như nhiều anh em được học những cái trường lớp mà có rất nhiều những anh thầy, những anh chuyên môn giỏi mà các bạn đi học ba cái phân tích dữ liệu mà chuyên sâu. Thì mình không được học, thì mình ở nhà mình sẵn sàng mình bỏ tiền ra để mình phá. 123 người chơi. Ước gì mà mua phụ tùng hay là ít bữa nữa, khoảng nửa tháng nữa mình mượn ở mỗi người cho mượn 1 triệu, mà mọi người vào xem cái live đông này mà nổ tài khoản cứ tin. Ừ, Tuấn ơi, mình tên là anh tên là Công Tử Xe. Ừ, số điện thoại 0987 99 98 99 98. Ủng hộ cho em mượn 1 triệu, ghi vào sổ sắt. 1, Công Tử Xe. 2 là ăn gì? Ăn gì đây? Ăn A, ăn B, ăn C. Cho em mượn thì nó đông như vậy hạnh phúc. Cuối cùng hôm nay em nghịch dại lỡ chết thì mọi người có cứu em không? Ok, tiếp tục. Như ăn gì đây? Ăn Thắng Cối, ăn Hiệp Trần. Khi mà em live stream, em bán hàng hay là em mượn tiền mọi người để em mua con xe thêm tí nữa, để em mua được 4 cái lốp Michelin, thì mọi người bảo hôm nay mới đóng học cho con. Quá quen thuộc câu hỏi đó nhá. Ok. Ít bữa nữa anh trai ơi, ít bữa nữa em sẽ ra gặp anh mà. Anh hiểu không? Để em sắp xếp công việc này đã. Ok nè. Tiếp tục. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đếm chậm nhịp hơn một tí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20S. Mở ra xem FI có hoạt động không. Ôi giời ơi, thấy không? Đó, tuyệt vời, không chết nha quý vị ơi. Rồi, đó là cái chứng minh của Đình Tuấn mang lại cho anh em cái video này. Chắc là ở trên Việt Nam mình không biết là có nhiều anh em chia sẻ video này không, nhưng mình hầu như chưa thấy. À, để xem nào, vẫn còn FI, vẫn còn đèn chất, để mà để xem nào, xem cái gì. Ngày mai thực hành đi, không chết đâu mà sợ. Được chưa? Ok, vẫn còn đèn chất và bơm xăng này. Để xe nào, đề thì anh em vào đây bóp thắng, đề dùng cái. Ở đây không có tay vị. Rồi, ok. Còn cổng ca lai ấy, cái dây ca lai mà cái dây màu cam sọc trắng ấy, mọi người quẹt ra 12V, chả toang. Cái dây là chúng ta đọc dữ liệu cho con ECU mà. À, thì đương nhiên chúng ta dí cái điện áp 12V vào thì toang ngay. Hôm nay mình chỉ chứng minh cho mọi người những cái pha không chết. Tiếp tục lúc này, anh em bảo lỡ may. À, cái dây màu
săn sọc đen là dây mát này, anh em dí ra mát sườn mà lại chết cũng là rất vô duyên, lỡ hôm nay chết không. Coi nó chết không, dây mát dí ra sườn lại chết IC nhỉ, không biết là chết thì chắc là do anh em hay sao ấy chứ. Thì hôm nay mình xem có chết không. Ok, đâu rồi cái điện thoại, đâu rồi. Còn ngày mai anh em nào muốn nghịch thì cứ làm như thế, thấy không? Cái gì không chết thì cứ nghịch, cái gì chết thì không nên nghịch. Cuộc đời mà cần phải thử nghiệm thì chúng ta mới biết là tay nghề và nó đẳng cấp tới đâu. Không biết là do anh em làm kiểu gì mà đi xe sao chết như nhặng vậy. Ở đây chưa kể mẹ những thắng đi học những trường lớp đào tạo cao chắc chưa bao giờ lấy dám lấy nguồn 5V dí ra mát, bởi vì 5V nó sẽ làm cái điện áp nhỏ, anh em hiểu không? Còn nếu 12V dí ra mát thì cầu chì sẽ tẹt, thì anh em phải hiểu rằng 12V và 5V nó chân lật nhau cả hơn nửa, cầu chì sẽ không cháy. Còn 12V anh em dí ở đây phát bẹt lửa ngay đấy, chúng ta phải biết đó là cái điện áp nó xuất ra bao nhiêu và điện áp nó là bao nhiêu. Mẹ 12V dí vào nổ như đom đóm, cầu chì nổ như đom đóm rồi. Nhiều quý anh em thì bảo cái dây này mát này dí ra mát thì nó chết, thì em cũng dí được cái coi nó chết không. Ok, đây dây mát. Không biết là anh em làm kiểu gì biết mà anh em cứ bảo em là dí dây mát này ra sườn nó chết, thì em dí cái cho nó chết luôn. Ok chưa? Tắt khóa điện nè. Đây. Đó. Ok. Khói nghi ngút. Bật cái quạt là nóng quá. Tiếp tục lúc này chúng ta là lấy cái đồng hồ chúng ta chứng minh tiếp. Làm là phải chứng minh. Chứng minh tay nghề đó. Rồi các anh chị xem cái đồng hồ em nó kêu tít 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 là ok nha. Đây. Cổng Clay em vào thịt luôn rồi. Ok. Ok. Rồi, anh chị em sẽ nhìn lên cái đồng hồ tắp lô ạ. Rồi, ok. Ok. Thì em không hiểu mọi người lại làm kiểu gì mà mọi người bảo mát lại quẹt vào, mát mà lại chết bao giờ hết. Chắc mọi người lộn dây. Ok. Ok. Rồi, một dây mát, cạ ra mát, không chết. Ok chưa? Rồi, lúc này chúng ta sẽ đổi cái dây máu nâu là cái dây mà quý anh em hay xóa lỗi thủ công. Còn cái dây 12V này chọc vào chả té lửa. Anh em làm cái gì thì làm, né thì toàn cái dây máu đen sọc trắng, xịt khói đấy. Thì chúng ta không biết á, thì chúng ta sẽ dùng cái này này. Đây, chúng ta kẹp vào mát này. Đó. Để chúng ta phân biệt không biết thì chúng ta phải chọt vào 12V nó sẽ sáng. Cái dây này quẹt vào những cổng calai thì đít bóng hết. Ok chưa? Và lúc này cái bóng đèn của chúng ta nó sáng cực rực, là có nghĩa là cái bình điện áp của ta tốt. Chúng ta muốn test bình điện chúng ta chỉ cần như thế này, chúng ta bấm nhất đề chúng ta biết là bình có tốt hay không, có sụt áp hay không. Thì nhiều anh em sẽ nhìn vào cái bóng đèn này. Đó, cái bóng đèn sương mù của The Dreamway, nếu mà bình nó yếu nó sẽ sáng đỏ 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 nha anh em. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ chập mát vào cái dây màu nâu. Nâu đây ạ. Chết rồi, dí lút cán. Ok. Đó là em chứng minh cho mọi người những cái dây nó an toàn nha. Còn đêm nay nó chết là chuyện bình thường. Đấy.
Rồi ngọn của tỏi không? FI giờ mất rồi này. Đó. Rồi đen rồi đó. Cái dây màu nâu này, FI không lên này. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, đèn FI giờ mất nè. Rồi bây giờ bỏ ra nè. Ok, cái dây màu nâu nè. Xóa lỗi thủ công đó. Rồi bây giờ bật lên lại có còn FI không nè. Đó, vẫn còn. Tắt đèn FI nha. Nếu mà cái dây nâu dính ra mát, nó sẽ tắt cái đèn FI. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kích lại dây nâu dí vào mát. Nó sẽ mất đèn FI nha. Nâu. Ok. Đó. Đứt cầu chì không? Đứt cầu chì luôn. Mất đèn FI. À, chết rồi, lại bây giờ lại báo lỗi. À, lỗi quá khứ. Bây giờ lại có lỗi. À, phát thứ hai chúng ta cắm vào. À, lỗi này lỗi quá khứ. Mát mà, có gì đâu. Không sao cả. Rồi. Đó. Ok. Ok chưa? Rồi bây giờ lấy ra nè. Ô xì kê nè. Đó. Sáng luôn. Vẫn nháy à? Đó. Ok, để làm gì em? Kiều Duy Hải, em thích em vào đề, ngày mai em thực hành đi, không chết thì xe đâu mà sợ. Thấy không? Anh đang chứng minh đây, nhiều anh em là mất đèn FI, mất bơm xăng luôn em. Nhiều anh em bảo với anh như vậy, hôm nay anh làm livestream. Còn đề thì em vào đây, bay máy bay vào đây tiếp, rồi chúng ta lại đi Phú Yên, rồi chúng ta lại đi FLC. Nha. Đấy. Hôm nay mà em bấm nút đề nữa là phim nó hết phim à. À, phim có nhiều tập. Tiếp tục cổng cả like. Bởi vì anh em không biết đo. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đo cổng cả like này. Lấy mát ra này. Đó. Mai anh em lấy con xe lít ra hay là lấy con SH á, làm y sĩ Đình Tuấn. Coi có chết hay không. Ở đây mình livestream là quá thật luôn rồi. Đấy. Livestream ở đây là gió như ban ngày hết. Rồi bật khóa điện áp nè. Bật khóa điện nè. Được chưa? Rồi đo cái dây màu cam sọc trắng này, đúng là cổng Calai này. Cái này nó sẽ chạy vào chip chủ này, gọi là ECU ấy, để cho ta đọc tất cả cái dữ liệu trong bộ nhớ nó ra nhá. Bật bật lên cho nó sáng tí. Đó, đây. Mát này. Ok chưa? Đó. Ok. Cho ta nhìn thấy không? Rồi cái dây màu nâu này. Nâu bên dưới này, dắt bên tay trái này. Đó. Ok. 5V điện áp nhỏ. Rồi cái dây calai này. Cái này quẹt ra mát thì không biết có đi không, giờ chơi luôn nha. Đó, làm nghề không biết thì phải đo chứ. Nha. Đó, không biết thì phải đo. Rồi cái dây màu này thì không nói rồi, cứ đen đen hoặc là đen sọc trắng á, trên cái dòng xe Honda là biết rồi, quẹt lửa ngay. Rồi tiếp tục vẫn đo này. Đó, còn cái này mới dí vào đây là tẹt tẹt khói. À, dí vào đây là mát mà. Quẹt quẹt là xịt khói. À, cái này là hoan nghênh là quý vị không chơi. Cái này là pẹt 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 là xịt khói. Pẹt pẹt là xịt khói. Đó. Tiếp tục. Chờ một giây lát. Rồi, ok, con cà đen. Rồi, tiếp tục. Rồi, cam. Sọc trắng, cổng cà lai nè. Rồi, ok. Thử cái này cái đã. Rồi, tất cả điện áp nhỏ thôi. Thế nào? Rồi, cái này điện áp nhỏ. Cam, sọc trắng. Cam, sọc trắng, giờ dí mát nè, tắt khóa điện nè. Ok, cam, sọc trắng. Đây
vuốt cái dây dài phát. Đấy, xe mình đang sống nhân răng ấy, anh em ạ. À, xe mình đang sống đó, không ai nghịch ngu như mình đêm nay live stream đâu nha. Bữa mình đã hứa mọi người rồi, không làm thì mọi người bảo mình không dám. Ok đó. Bây giờ chúng ta sẽ bật khóa điện này, bật khóa điện lên này, xịt khói không? Vẫn có đèn FI này, có xịt khói không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tắt. Ok. Vậy thì hôm nay mình đã test và demo cho anh em là cái dây màu mát, là cái dây màu xanh sọc đen, dí mát sườn không chết. Nâu để đọc lỗi thủ công, dí mát sườn không chết. Cam sọc trắng là cổng Kalai. Để chúng ta đọc tất cả dữ liệu nằm trong con ECU không bao giờ gọi là từ chết. Vá nguồn 5V. Đây, ở trạng thái được vài chục S. Vài chục S luôn. Bốn cái này hôm nay mình đã thử nghiệm. Còn đúng, mình không bao giờ dại cái nguồn 12V. Mình dí ra mát. Tẹt lửa. Nó cháy cầu chì, mất công lại mua mất ngàn. Đây. Ok chưa? Bơm xăng nè. Đó. Ok. Rồi. Thế thì không biết là anh em làm cái nghề này chúng ta lại quẹt như thế nào. Đây thì mình không biết. Ở đây mình đã hướng dẫn cho mọi người rồi. Còn bây giờ 12V thì đương nhiên dí vào mát hay dí vào đâu nó sẽ tẹt lửa ngay. À, ví dụ nó dí vào cái dây màu 12V, dí vào cái dây gì? Cái dây màu săn sọc đen này nó sẽ tẹt lửa. Đó, à, cái quy luật âm và dương gặp nhau. À, thì đương nhiên sẽ tẹt lửa. Đấy, nó khác với anh em của mình. Âm và dương gặp nhau thì nó sẽ là có sự cảm giác là sung sướng phê lên trên đỉnh. À, còn cái này âm dương gặp nhau thì đương nhiên nó sẽ tẹt lửa, được chưa? Đó. Thì anh em hy vọng rằng tất cả quý vị và anh em thợ máy xem cái video này hãy chia sẻ và nhớ cuộc đời này 3 giây này dí ra mát không bao giờ chết, và nguồn 5V âm ra mát, ngâm ra mát ở trạng thái mình đã thử nghiệm cho anh em 20 giây. À, để bữa nào mình sẽ có clip, mình sẽ làm sâu hơn 30 giây cho tới khoảng 1 phút. Và mình sẽ làm cho cục bobin tín hiệu xung từ IC cấp xuống cho bobin là mát ấy. Mình sẽ quẹt ra mát vào những clip kế tiếp. Đó, mọi người thấy không? Thì mọi người phải có quyển sách, mọi người đọc. Em thấy mọi người thật sự tiếc tiền mua mấy cái này thật. Tại sao ăn bao nhiêu cũng hết mà mua những cái quyển sách này chân IC có thì lại không mua, cứ để chết phịt 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 phịt. Thì hôm nay em làm cho mọi người nhau hứng. Thật sự những con xe này em không bao giờ can thiệp cho anh em IOS hay bất kỳ một cái điện trở nào cả. Thì chúng ta sẽ biết rằng nó sẽ là một cái điện áp VCC 5V ở trạng thái cực nhỏ. Nó chỉ mất hệ thống FI thôi. Đó, chập. Đấy. Ở đây là nói chung là cái live stream mình sẽ live thực tế và thật nhất cho quý anh em. Đấy, không biết thì phải dùng cái đồng hồ đo, cái đồng hồ có mấy trăm nghìn. Nhiều anh em cũng không mua, anh em sử dụng cái đồng hồ kim lúc lên lúc xuống ở trạng thái khi cái tuổi chúng ta nó khá là lớn rồi. Đó, ok. Thế lần sau mình sẽ làm clip nữa, nhiều hơn nữa, mang lại cho nhiều cái hữu ích hay cho quý anh em thợ máy. Xe đã có lỗi không nên đề. Xe có lỗi mắc mỡ không nên đề, anh trai em sẽ quay lại nói chuyện. Và anh Phạm Minh, anh bảo xe đã có lỗi thì không nên đề. Có lỗi không nên đề là vấn đề gì anh? Em với em có lỗi đề nó chẳng liên quan gì cả. Đấy, còn mọi người có mỗi cái cách suy nghĩ. Còn đương nhiên có lỗi thì ai mà đề sửa chữa để lấy tiền chứ. Có lỗi với em nó chẳng bao giờ liên quan gì vấn đề mà ảnh hưởng tới chết cả. Đấy, bản thân với em là như thế. Hôm nay em cho anh em dí nguồn 5V rồi. Đấy, thoải mái. Đấy, mọi người nếu mà đón xem những clip video này, cứ một lần thì Tuấn ngẫu hứng, thì Tuấn sẽ làm hết tất cả dây tín hiệu dí mát cho mọi người. Đấy, dí mát hết. Đó là chơi luôn con điện từ. Hôm nay mình định lấy nguồn 5V, mình dí ra lấy con xe IC Kenhin thôi. Rồi, cho nó rẻ tiền. Nhưng thật sự mình nghĩ trong đầu nó chỉ là cái điện áp 5V thôi. Kenhin hay điện tử nó cũng như nhau.
Đấy, cái quan trọng là nó như thế nào thôi. Đó. Đấy, thì bài học và tay nghề là ở mình hết. Bởi vì mình dám thì đương nhiên mình sẽ có kinh nghiệm. Đấy, mình không sợ. Lần sau mình không sợ nữa. Đó, ngày sau mình đỡ không mẹ. Cứ em ơi, cái này nhá, cẩn thận nguồn 5V xí em mát, lần sau mình không sợ nữa. Kinh nghiệm ở đâu? Giỏi ở đâu? Tất cả là thử nghiệm. Đấy, đôi khi trả giá bằng tiền, hôm nay may mắn cũng phải trả giá bằng tiền. Mình không biết là anh em phải làm những cái gì để anh em phải chết con IC, mình không biết. Con IC thật sự với mình muốn chết, nó chỉ trong vòng nhắm mắt và mở mắt là con IC chết rồi. Tới mức độ nhanh như vậy, để những con IC chết. Riêng những dòng D từ từ này, chỉ cần anh em quay lưng và ngoảnh mặt là con IC lên đường rồi. Mà đôi khi nó sống nó bền tới mức độ như vậy, thì mọi người phải biết rằng nó giống y xì có một người, con người mình ở đâu là một cái huyệt để đẩy vào là chết. Và có rất nhiều người mẹ đánh tá là tí đung té, người ta sẽ cho bảo chết, bởi vì nó không phải trúng cái đích để chúng ta đến, thì nói chung là sẽ không bao giờ ảnh hưởng gì. Có nhiều người té nhẹ một cái chết, bởi vì nó trúng ngay đấy, cái chỗ nguy hiểm ví dụ đây đó, mấy cái chỗ này đấy, anh em hiểu không? Hầu, ngực, cứ ở đây mà vỗ vào thì lấy đâu mà chả toang, mới ở đây. Đó, còn bình thường ở đây bình thường máu mê nó chảy, tay thì bình thường nó què quặn, còn bây giờ cứ hầu này, ngực này mọi người tẫn thì thôi nhá. Mấy gáy mẹ với đây, nên đánh võ người ta luôn luôn người ta phải kẹp ở đây lại, anh em hiểu không? Nó múc vào đây thì đúng là ná thở đấy. Mạng sườn này, đấy không? Mạng sườn nó cứ vả này thì nó vả ở đây thì chỉ có dùng răng thôi đấy, vả ở đây tí thì ù tai mọi người không. Còn cái mạng sườn mấy ức ở đây thì nó vỗ thì đúng là chỉ có thế này là nó toang. Thì hy vọng rằng huyết đạo, thì hy vọng rằng em chia sẻ clip video này mang lại rất nhiều ích cho anh em. Còn tất cả mọi người xin lỗi thì Tuấn không thể nào chia sẻ với mọi người nhiều, rất nhiều anh em để bảo Tuấn ơi, những cái dòng xe đề từ bạn có chiêu gì làm IC đi ngay không? Thật sự nó sống được, nó chết được. Nhưng cái này thật sự mình không chia sẻ được cho mọi người. Đấy. Cái gì mình cũng chia sẻ được cho mọi người, nhưng cái này thì thật sự mình không làm được. Rất mong mọi người thông cảm. Mình không giỏi về điện tử, nhưng những con xe này mình đã nghịch hết rồi. Đó. Thì anh em biết mình rồi, bao IC cơ. Nhà không có nhiều, có tầm khoảng bao IC các loại dòng xe. Đó. Đấy, thì cảm ơn tất cả mọi người. Thì những anh em nào ấy mà xem video này hay á, ở nhà phụ Tùng có gì nho nhỏ thì ủng hộ. Đó. Nhỏ nhỏ sẽ ủng hộ. Và kế tiếp mình sẽ tặng anh em khoảng vài đêm, mình chỉ hết về cho anh em đọc, biết đọc sơ đồ mặt điện. Và ok hết app cho anh em. Hy vọng rằng anh em được học cái khóa này miễn phí. Thì mọi người chịu khó đọc app cho em. Đừng có lần sau tất cả những người em dạy cầm cái nắp cầu chì lên hỏi: Tuấn ơi, cho mình hỏi cầu chì này nó đứt là nguyên nhân tại đâu nha. Trong ở cuộc sống hiện tại tất cả anh em đều có điện thoại, củi bắp hay điện thoại gì đi nữa, tất cả nó sẽ là cảm ứng, tất cả nó đều truy cập được internet, thì mọi người đều đọc được sơ đồ. Kế tiếp mọi người chờ tin vui. Đấy, tất cả mọi người sẽ chờ tin vui để mọi người làm gì? Tất cả mọi người đều được học trong app free hết. Đó. Được chưa? Tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người đọc app. Cái cầu chì này nó quan trọng nó đi về đâu? Hy vọng rằng anh em không cần phải giỏi về tay nghề đâu. Chỉ cần cầu chì này nó chập, anh em hiểu nó chạy ở đâu và nó tại sao hay cháy. Nhá, để chúng ta đi tới cái kết cuối cùng bắt bậc. Đi xe toàn. Rồi, cái này đang bị chập ở đây. Thế là cuộc đời mọi người cảm thấy nó nhẹ, không khó nhá. Rồi, chờ ít bên nữa, tất cả anh em nào ok sẽ được free, dạy cho anh em vài đêm nhiến nháo trong nhóm học Zalo. Đấy, và đặc biệt clip sẽ không được xem lại. Hôm đấy anh em nào không học sẽ mất. Đấy, thì chúng ta phải làm như vậy để chúng ta mới có xếp sắp được công việc để chúng ta học. Rồi, anh em nào học được thì tốt, không học được thì thua. Bởi vì có rất nhiều anh em và nhiều bạn ở trạng thái
tối 8 giờ rồi ham vẫn chịu khó bơm hơi vá lốp làm cái gì, kiếm được có vài chục ngàn thôi, thay vì đừng bơm hơi vá lốp ở trạng thái 8 giờ tối nữa là 20 giờ đêm chịu khó học để ngày mai kiếm được 10 cái lốp. Nhưng chúng ta đều có kiến thức ở mãi mãi cuộc đời, đọc sơ đồ mặt điện phải phạt phạt, nhìn lên cầu chì là biết ngay nó chạy đi đâu. Làm cái gì cũng vậy, đơn giản nó phải có cái bản vẽ, nhà người ta cũng vậy. Chứ một lần hư điện thế mang đi đục hết tường, hư nước phải đục hết, nó luôn luôn phải có bản vẽ cầu chì tổng nằm ở đâu, đúng không? Cầu dao đầu nối nằm ở đâu để xử lý từng khúc từng khúc. Đó. Như kiểu mà làm nhà 2-3 lầu luôn luôn phải có CTV hoặc là Atomat. Muốn sửa lầu ở bên trên chỉ cần tắt Atomat ở bên trên thôi. Nên nhiều anh em làm nhà chỉ có một cái Atomat chính, thế là ở lầu 1 bị, thế là tắt hết cả lầu dưới, lầu 1, lầu 2 bị hết. Đúng không? Ở khúc nào làm Atomat khúc đấy, để chúng ta chỉnh sửa khúc đấy. Ở bên dưới này vẫn có điện để gia đình người ta luôn luôn dùng. Đó là câu đệ đó để làm điện. Ok. Rồi anh Huỳnh Đức 19 này anh ra mình định học. Ok, anh em nào tham gia khóa học trực tiếp thì vui lòng đến bên Thị Tuấn luôn, học cùng với Đức nha. Đấy, 20 này anh em nào chịu khó sắp xếp thời gian cho vòng khoảng 10 ngày đi. Đấy, di chuyển bây giờ chuẩn bị sắp xếp, hôm nay sẽ là ngày 12 rồi. Ok, 1, 2, 3 người dạy luôn nha, tình nghĩa anh em, tới đây tha hồ quấy đảo. Đấy, lại lấy 5V dí cho mát, chết IC thì Tuấn chịu. Đó là một cái bài học. Rồi những anh em nào không sợ tiết tiền tốn phí thì đợt này anh em sẽ tới học. Ok anh Đức anh vào đi, hôm 19 anh học. Rồi anh em sẽ được học liên tục và cho em xin phép được buổi sáng thứ bảy và chủ nhật. Đó, chỉ còn chủ nhật thôi. Đấy, anh em ở đây vẫn làm và đồng thời học với anh em. Em sẽ đi tập lái xe, em chỉ mất buổi sáng chủ nhật thôi. Đấy, rồi em sẽ dạy bù lại cho mọi người. Rồi anh em nào sắp xếp được công việc ở cửa hàng mình hiện tại đang mưa gió thì vào đây. Bỏ ít tiền ra, đợt này mọi người chơi full công nghệ đấy, app đổ với này nó cũng dễ lắm. Nếu ngày mai rảnh Tuấn sẽ hướng dẫn mọi người đọc app. Anh Đặng Thọ ơi, ok, em đang dạy trực tiếp online từ từ rồi đã. Rồi anh em nào ok thì chúng ta tập trung nha. Đấy, di chuyển đi, chúng ta còn có một tuần nữa tới đây. Trời ơi, bỏ ra chục triệu bạc học được nhiều cái hay, khám phá ở đây hai cửa hàng. Nếu anh em nào gặp may thì xe tới hàng ngày, ra làm luôn, ra làm luôn, khách ở đây người ta để xe lại không à. Đấy, làm nồi làm họng ga làm gì hụt ga làm lợi xăng luôn, ra ngoài test xăng luôn. Và đặc biệt khóa này sẽ có free cho anh em phun về xăng. Đấy, xe khách hàng mang vào làm mình xăng đó, cho anh em chỉ, anh em chọn ra, anh em căn, anh em chạy thử. Rồi nồi niêu anh em chạy thử hết, được chưa, mãn nguyện cho một người thợ. Đấy, học ở bên Tết anh em ơi, học ở bên Tết anh ơi. 19 này mọi người di chuyển đi, tới đây xăng nồi cho mọi người lấy xe. Bữa nay khách hàng đang rất đông, hai cửa hàng hôm nay xe khá là đông đó. Rồi anh em đang học có thể ra làm xong ngày mai lại học lại, có gì đâu, ra xử luôn, cầm cà lê mỏ lét chọn luôn. Đó động cơ đó, ngày hôm nay giá hai con này. Đấy, anh em nào yếu tháo ra lát luôn, đứng đơn giản. Anh em tới đây anh em cứ nghĩ rằng mình là ở cái tiệm ở nhà không cao sang gì, không gọi bằng Tuấn bằng thầy gì cả. Mọi người mất tiền thì tới đây mọi người phải lấy kiến thức. Đó là quy luật, tình nghĩa anh em. Đó là anh em, không có thầy bà gì ở đây cả. Mình biết thì mình hướng dẫn cho mọi người, mọi người không biết thì mọi người trả tiền, mình hướng dẫn cho mọi người. Ở đây thế thôi, nó luôn luôn là phải sự tạo ra một cái sự công bằng. Giống mình đi học lái xe, mình có gọi ngày thầy ngày nào đâu, cứ một là ăn, hai ăn, thế thôi. Đấy. Đấy, tôi không biết thì tôi đi học ăn phải có quyền chỉ. Và anh muốn chỉ tôi thành công để tôi thi đậu thì đương nhiên lần sau tôi sẽ giới thiệu bạn bè. Thế anh này anh dạy bằng lái xe ok lắm, anh lại có xe Vios mới ra dạy cũng đầu hàng ok, lần sau anh lại có tiền. Tình cảm ở đây là tình cảm, cứ anh em dễ xử. Nghe tiếng thầy ước mình gọi nghe người ta nhiều lúc người ta cũng nghe ghê quá nhá. Nào ok. Rồi thì quý vị nào cảm thấy tin tưởng thì Tuấn mới cái thật, mới cái có, mọi người có tất cả thì mọi người tới đây. Đừng không cần phải chuyên sâu. Chuyên sâu chẳng làm cái gì cả. Ở cuộc đời này không cần phải chuyên sâu. Đó. À đêm nay em mới làm cái này này. À, mọi người thấy không? Đó, ok, cái này để làm gì? Nếu anh em nào có đôi bàn tay, nếu mà ở đây có một đường chỉ nó chạy. Thoáng xuống cái này thì anh em phải lấy cái này anh đeo lại, mình nói thật.
để làm gì? Để nó giữ lại, nó chạy. Không có nhiều lúc chúng ta làm vào nó sẽ chạy bớt ra. Nhiều anh em, tất cả anh em có nào có bàn tay trái này, anh em thấy cái đường chỉ không? Nó chạy ngay ở giữa luôn nha. Nếu anh em giống Đình Tuấn này, ở đây mình quay xa, rất mong anh em thông cảm. Nếu anh em có một đường chỉ nó chạy thẳng tuột từ đây, nó đâm thẳng qua hai ngón này, thì anh em nên phải mua cái này anh em còng nó lại. Ok, đó, nó sẽ khít này. Đó, bình thường nó sẽ hở như thế này. Thấy không? Đó, mình này. Đó, mình sẽ còng cái này lại, nó bớt cái khe. Có nhiều anh em mình cái khe ở đây rất kín. Còn những anh em nào cái khe ở đây rất kín và đồng thời cầm cái tay này bình thường này mà cái hố này nó lúng lại, thì người đó chặn tiền rất tốt. Đó, anh em thử cái quan điểm đó đi. Nếu mà hai ngón tay này anh em để không có gồng, để nó thoải mái. Đấy, nếu mà nó khít và cái tay của anh em nó trúng lại như một cái hố, thì lúc này đồng tiền tại sao nó không bao giờ nó chạy ra được, nó quặn xuống đó, nó tấp ở đó hết. Nhưng cái quan trọng chúng ta phải chịu khó làm. Chúng ta đừng có nghĩ rằng đôi bàn tay của chúng ta nó bị kín, cái hố chúng ta bị sâu, có nghĩa là tiền nó sẽ chạy hết xuống đó, nhưng chúng ta không làm thì lấy gì có tiền. À, mọi người cảm thấy đồng tiền không? Rồi, anh em nào tới đây thì học đi, không có thì anh cứ tới đây một mình nhá. Đấy, cứ số tiền như vậy thôi, tới đây một mình Huỳnh Đức, tới đây thoải mái đi. Ở đây có vài anh em ở đây nó nhiệt tình lắm, sống hỏi thoải mái. À, cố gắng tới đây, đương nhiên mất mát thời gian tới đây dàn xe này, tha hồ mà quậy, thích quậy gì thì quậy. Cần gì đâu. Đấy, số của mình không có duyên dạy nhiều thì dạy lẹt tẹt. Cứ miễn sao anh em tới đây cảm thấy được hạnh phúc và vui là được rồi. Đó, xe đó, bơm ra. Rồi thì tranh thủ em xin phép được nói lại một lần nữa, tranh thủ những lúc mà anh em nào khu vực nào mưa hay không mưa, nếu có điều kiện, nếu sắp xếp thời gian, chúng ta di chuyển trong vòng một tuần nữa. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ tư. Thứ tư tuần sau các anh di chuyển là vừa. Đó, ở xa thì bay, em đón. Đó. Rồi, ở gần thì em lấy xe máy ra chở. Hứa mọi người, tất cả sang năm mọi người vào trong này, mọi người học tất cả ô tô đưa đón mọi người hết. Từ sân bay cho tới bất kỳ nơi đâu, cho tới đường tàu, mọi người tới đây có ô tô, bản thân Đình Tuấn ra rước mọi người về. Còn nếu thành công hơn những anh em mà học khóa sau nữa, thành công hơn mình sẽ xây cái nhà anh em cứ từ đó ở. Nha, đến trưa đi ăn cơm. Còn nếu chúng ta cảm thấy cơm muốn ngon nữa, anh em thay nhau ra chợ mua đồ ăn về nhà nấu. Tất cả tối về nhà ngủ. À, ok, ngủ dậy tiếp tục dàn xe vợ. Mình dám đảm bảo sang năm không xây được nhà, mình cũng thuê người để mình xây được cái nhà cho mọi người thỏa mãn. Tới ở, ăn uống ở. Đúng không? Xe ở đây mọi người cứ ngủ dậy, súc miệng, đánh răng, uống cốc nước ngọt hoặc là cái gì đấy. Tỉnh số vợ, cửa hàng này mình sẽ giao lại cho anh em sửa chữa. À, ok. Rồi mọi người coi hết phụ tùng hay là hết nước tẩy hay là hết nồi côn xoong chảo thì mọi người phải báo em nha. Bởi vì mưa, bữa nay mưa, nồi khó tẩy lắm. Đấy, hôm nay em ship đi Hà Nội 21 bộ. Đấy, cảm ơn mọi người. Đấy, luôn đồng hành hôm nay em không đăng. Bởi vì đăng thì mọi người chống chẳng ủng hộ đâu. Tốt nhất là live stream. Đấy, mọi người coi thiếu cái gì, thần y làm lợi xăng cái gì đấy thì mọi người ủng hộ. Đấy, máy móc thì mọi người cảm thấy yêu quý thì mọi người ủng hộ nha. Nhưng mọi người chịu khó học một tí, mọi người biếng học quá. Mọi người biếng học ghê gớm thật. Biếng học thì sẽ không bao giờ thành công được. Học không cần giỏi đâu. Không cần giỏi, học để làm được chứ không cần giỏi. Không phải giỏi là người chiến thắng, không phải giỏi là người kiếm được rất nhiều tiền, không phải như vậy. Biết làm đúng nơi đúng lúc, đúng trời cho, ông bà phù hộ là ác bọn người sẽ lên, không cần tài đâu, vừa đủ dùng vừa tới thôi. Tài quá chẳng giàu được. Không tin anh em thử lên mạng hỏi những thầy mà dạy phu sang điện tử ấy, những anh em mà thật sự hồi giờ chưa va chạm với phu sang điện tử, nếu mà nhà không có điều kiện mở những cửa hàng đi học, có ông nào giàu không? Đấy, các bạn có thể tham khảo ở trên Việt Nam. Đó, những người bảo ở dạy chuyên sâu rồi, nâng tầm thợ máy rồi, thấy các bạn thấy được mấy ông giàu. Trừ khi người ta có một cái gốc như Đình Tuấn này. Đấy, hoặc như anh em nào đang có một cái điều kiện.
ok về tiền, và đồng thời chúng ta va chạm về FI rồi, đi học về nhà mở ok, thì Đình Tuấn công nhận. Còn anh em bây giờ cứ đi tìm những người nào mà hồi giờ ít va chạm, không sang điện tử, và một cửa hàng một ngựa chạy á, là một người họ cứ đi học chuyên sâu về đi, được mấy người giàu thành công. Mình dám nói điều đấy luôn với mọi người, mình quan sát mình biết chứ. Nên không cần phải tài lắm, đủ để làm, đủ để biết con xe này hư hay không nếu chúng ta nghịch giả. Còn Đình Tuấn là bảo rồi, chắc chắn anh em sẽ quẹt cái gì đó nó mới hư được. Thì Đình Tuấn luôn luôn chia sẻ cho anh em, mắt phải đi trước tay, mắt luôn luôn phải đi trước tay, và tay chân làm luôn luôn phải cảm nhận. Đơn giản, ba con ốc ở cái quạt gió ở trong bất kỳ một dòng xe điện tử nào, siết vào cảm thấy nó nặng, đúc là thôi, cứ dí dí thì đương nhiên sẽ đụng vào mâm điện. Chỉ cần bật khóa điện kích một cái là từ IC cho tới quận lên đường hết. Mắt nhìn tay vặn phải có luôn luôn cảm giác, phải có cảm giác tuyệt đối. Nếu làm nghề thì các bạn sẽ không bao giờ gọi là từ chết. Tôi dám đảm bảo hồi giờ đến giờ tôi làm xe chưa biết con IC nào gọi là từ chết. Đó, từ ngày xưa luôn dám đảm bảo với anh em điều đó, không bao giờ chết. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị anh em thợ máy, anh chị em trên toàn quốc Việt Nam, anh em thợ máy luôn tin tưởng đón xem những cái clip video cực kỳ thật của Đình Tuấn, mang lại cho anh em nhiều ích. Thì anh em cần sản phẩm, mua phụ tùng máy công nghệ gì thì ủng hộ nha, ủng hộ chút tiền để mua ô tô. Bây giờ mua được ô tô là đang thiếu 4 cái lốp Michelin. Mẹ mấy cái lốp kia thật sự không muốn mua. Michelin đi nó mới êm, hoặc là Dunlop. Còn ba cái lốp rẻ tiền kia thì đi nó chán lắm. Đang thiếu một tí nữa. Mọi người ủng hộ. Hoặc là mọi người cho vay. Thấy chưa? Mẹ giờ em đang khoái con gì, con Tota cà rốt. Ôi mẹ, cái loại động cơ mà bây giờ em mọi người đang xem đây, em chia sẻ một tí này. Cái Tota bản Cross, bản HV. Đó, HR, HV gì, HT, HV gì đấy, cái bản mà có động cơ bằng điện và xăng, gọi là động cơ hybrid gì đấy. Thì bây giờ ở Việt Nam mình bây giờ đầu tiên là của hãng Tota, đúng không ạ? Ra cái động cơ bản cao cấp là vừa xăng vừa điện. Ở trạng thái chúng ta chạy với mức tiêu hao nhiên liệu, bởi vì nó nhờ cả động cơ điện, thì mức tiêu hao nhiên liệu 100 cây rơi vào khoảng 4 lít. Đấy, tiết kiệm hơn thì nó sẽ rơi vào khoảng 3 lít rưỡi. Thì nó sẽ rẻ so với cái động cơ đốt trong là xăng mà không có động cơ điện đi kèm. Đấy, gọi là từ 2:1 thì đương nhiên nó sẽ gấp đôi thôi. Đấy, và nó sẽ tối thiểu giảm cái lượng xăng xuống chi phí khoảng 50% đi. Cho xe kia là chạy 100 cây tương đương sẽ là 7 lít. Mình sẽ phân tích ở đây, mình không giỏi nhá, mình sẽ chuyên qua bên ô tô một tí cho mọi người tham khảo, mọi người nếu mua ô tô nha. Bản V 1.8V và cái kia là HV, đúng không? Rồi, nó có 3 bản. Rồi, Tota Cross. Bản G là bản tiêu chuẩn. Bản V là bản, nó đều là 1.8, sẽ là bản đặc biệt. Bản kia sẽ là bản cao cấp, động cơ hybrid. Giống con Basic ấy, bây giờ không ai đi ấy. Nó sẽ chân lật nhau với cái bản 1.8V với giá là 100 triệu. Đấy, mình tham khảo anh em đây đó, người ta đã gửi cho mình rồi. 100 triệu. Thì thay vì bây giờ chúng ta sẽ đi khoảng 4 năm với xe động cơ xăng hoàn toàn, thì chúng ta coi như chúng ta đổ hết xăng hết 90 triệu. Nếu chúng ta mua cái bản cao, bản có động cơ hybrid 2:1 thì chúng ta sẽ đổ xăng hết 50 triệu. Chúng ta sẽ rẻ hơn được một nửa. Trong vòng 4 đến 5 năm thì anh em công nhận điều đó không? Rồi. Đó, bởi vì nó không phải là động cơ xăng thật, điện thật. Cái này động cơ xăng nó sẽ nạp. Đấy, nạp vào pin. Nó sẽ tiêu hao khoảng nửa so với kia. Rồi, bây giờ chúng ta người Việt Nam thì cứ so đo tính toán như thế này. Mua cái này thêm 100 triệu ở xăng. Đầu tiên chúng ta sẽ bảo hưởng là 100 cây có 3 lít rưỡi thôi. So với nửa, tính ra là lợi. Nhưng chúng ta sẽ tính ra ở 4 năm sau, chúng ta chạy động cơ xăng hoàn toàn, thì chúng ta cũng tiêu hết 90 triệu.
tiền xăng đi, nói mô phỏng. Chúng ta chạy cái xe này cũng tiêu hao mất 50 triệu tiền xăng, rẻ được có 40. Nhưng anh em biết trong tương lai 8 đến 10 năm cục pin đấy có ai dám bảo hành 10 năm chưa? Cục pin đấy 90 triệu chưa kể thuế VAT. Nó sẽ rơi vào viên pin đấy 100 triệu. Đấy, nếu mà lỡ may xui rủi trong 5 năm cục pin đấy hư. Cục pin đấy hư thì nhiều, có rất nhiều anh em nói là khi mà động cơ hybrid hư ở trạng thái điện thì nó sẽ chạy xăng, hoàn toàn sai. Đó, thì cái này mình chưa mua xe nhưng anh em có thể tham khảo. Nếu bình điện đấy hư, đúng không ạ, thì động cơ xăng sẽ không hoạt động. Nó đầu tiên nó nhờ vào là động cơ điện. Đấy, cái đó mình chưa chuyên sâu, mình mới hơi thôi. Lỡ may mà 5 năm anh em biết, lỡ may cục pin đấy hư, 90 triệu, thuế VAT rơi vào 10 triệu là 100. Các bạn cộng thêm 50 triệu tiền xăng, nó sẽ rơi vào 150. Nhưng các bạn đổ mua cái xe xăng kia, nó rẻ hơn được 90 triệu. Thì các bạn nghĩ thế nào? Đấy, theo mình nếu chơi con đấy, nó rơi vào khoảng tầm 945 triệu. Nếu động cơ hybrid, nó sẽ rơi vào 1 tỷ 045 triệu, chênh lệch nhau 100 triệu. Và kế tiếp, năm 2023, sẽ có rất nhiều những hãng xe sẽ đi theo Toyota. Có thể là xe gì nhỉ? Hyundai, ví dụ như thế. Đấy. Hoặc là có thể hãng Kia. Đấy, người ta sẽ làm cái động cơ hybrid như thế. Và cái động cơ của mình thì đương nhiên Việt Nam mình chạy ở trạng thái nước hay ngập và đồng thời ở cống, đúng không ạ, thủy triều hay bị lên và đồng thời những đường thoát nước không kịp, thì liệu rằng nước đi vào pin và ở trạng thái luôn luôn ngập bởi vì pin nó nằm ở đó, có liệu rằng nó có bảo vệ và bền hay không? Và khi mà cái động cơ đấy xảy ra trục trặc, chúng ta hết bảo hành thì sửa chữa liệu nó có phê hay không? Bởi vì nó là 2 trong 1, sửa chữa đương nhiên là phải sự tốn kém đó. Nên mọi người cứ phải là tham khảo đấy. Và những cái xe và bản mới bây giờ đặc biệt thì đương nhiên nó sẽ hỗ trợ cực lớn cho chúng ta chạy ở những cái quãng đường trường hoặc là tối điểm mù hoặc là ấy. Nói chung là từ bữa giờ mình đi học lái xe giờ mình phải nghiên cứu không ạ. Nói chung là bữa giờ nó không phải nói xạo anh em, tụt đúng 1 kg đó. Mình ăn xong mình cứ lên trên mạng, cứ xe này mới là hãng này, mình ngồi mình xem đúng đau hết cả đầu. Cuối cùng ra được cái gì? Ra được bản thân mình lại biết về cái xe ô tô hiệu này hãng kia. Đấy. Chứ bây giờ ra ngoài đường chẳng biết là con xe này hiệu gì. À, nó là cái logo của Hyundai. À, con này là Creta. Ừ, con này là Kia Seltos. Rồi con này là con tất cả đi tung mọi người không? Đó. Thì thôi đấy, và nói chung là nhiều người bảo thôi mua xe động cơ chạy nạp điện thì Việt Nam mình trụ đâu mà nạp điện, đó là cái động cơ này hybrid là 2 trong 1, còn nếu mà những cái động cơ mà những cái xe mà không còn đốt trong nữa, ví dụ hệ thống điện mẹ sạc ở đâu, sạc ở đâu, ở Việt Nam mình trụ điện còn rất ít trụ sạc, cứ chúng ta cứ dùng bằng cái tiểu số đấy. Còn nhiều anh em bảo sợ người ta test xe ở tiêu chuẩn, hoặc là nhiều ông thầy bảo những xe máy là tiêu chuẩn Euro 5. Nếu mà test Euro 5 thì mới bà, mới cô, mới bác, mới chị, mới chú đi xe cúp mà để đi buôn cá thì người ta lấy cái gì người ta sống. Báo chí đài người ta cứ đăng như vậy thôi, chờ để người ta làm được mà test khí thải ra môi trường thì chắc là tới khoảng 3 kiếp người tới một quýt. Nên nhiều anh cứ dạy phun xăng điện tử phải làm thế này là đúng. Làm này là đúng, mẹ khí thải ra môi trường đạt Euro 5, Euro 4 rồi tất cả đi tung cả. Mẹ sống tới lúc đấy không mà cứ phải nghĩ xa thế. Tất cả nhiều người ta sẽ đưa vào cho anh em mẹ cứ phải chuẩn bị đi học đi, bỏ tiền đi. Làm cái gì? Khi nào ở khu vực nhà mình hoặc là ở mình nó cảm thấy rộ một chút xíu, rộ một chút xíu thì chúng ta mới đi học. Còn bây giờ đi học về dễ gì mà những cái xe đấy nó đưa cho anh em sửa. Tất cả đều vào hết hết. Bởi vì xe đấy tất cả đều nằm trong vi phạm bảo hành. Đấy. 100.000 km phải vào kiểm tra miễn phí. Tùy theo những cái hãng xe được áp dụng và bảo hành trong vòng 5 năm. Đó. Hay phụ tùng gì không nhận nói vào test xe kiểm tra là phải free. Trên toàn quốc chẳng hạn như đấy. Đấy. Nên anh em bây giờ te đâu đi học mất tiền. Thế khi mà anh em được đụng vào xe anh em quên hết rồi. Chúng ta chưa được giờ với xe đó. Đấy. Thấy chưa? Và giờ vào thì chúng ta cũng chưa có đồ thay thế cả. Nó chưa là rộng ra ngoài thị trường. Đó. Nên anh em không có gì phải suy nghĩ điều đó. Nên đôi khi anh em cứ phải suy nghĩ chuẩn bị ở test khí thải tất cả thì tung cả.
đúng không? Xe ô tô chưa cấm được thì xe máy không nói chuyện được gì. Anh em nhìn thấy nhiều cái ô tô giường nằm hay là nhiều cái ô tô chở không? À, chở chuối, chở đồ, nhiều cái xe mà ngày xưa giường nằm, xe mà ghế ngồi như này không? Bây giờ người ta chở hàng, mẹ chỉ cần nó lên dốc một phát là ở sau phải bịt lỗ mũi ngay, không tí nữa về nhà lấy ngoáy lỗ mũi ra đen thùi thùi. Cái điều đấy là ở Việt Nam mình chưa làm được, được phải cấm từ ô tô rồi đã ấy thì mới xe máy được. Nên nhiều ông xe máy nào thì test nào O2 O5 tiêu chuẩn cái mẹ gì. Anh em ô tô chưa cấm được, nhiều ô tô đời nhà Tống mẹ nó cầm mấy chục năm rồi, sườn nó mục hết rồi, lốp mẹ nó mòn như thầy chùa, lỡ mày đi ngang nó phải né không, nó nổ phát nào thì vang tai lốp đấy. Chưa làm điều đấy thì anh em cứ yên tâm đấy. Còn động cơ xăng thì điện thì còn tấm bù kít, anh em hiểu không? Điện người ta phải nghiên cứu ở trạng thái chống nước ở như thế nào. Mẹ bây giờ cứ tẹt phát vào, mẹ nước vào là toang hết. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video này. Bữa nào thì Tuấn sẽ mua xe về, mình sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn một tí, đúng không? Mình sẽ giản dối về FI này, sau này mình xây nhà xây dòng xong, mình mua máy móc xong, mình mua ô tô xong rồi, mình mua máy về nhà mình nghiên cứu. Đấy, mình lại mở mấy cặp biến xe ô tô ra, mình lại chỉ anh em đo. Mọi người có đồng tình điều đó không? Mình thì chẳng cần hiểu sâu, mọi người biết là nó là được. À, phải nghiên cứu mọi người, ông ngày nghiên cứu hết video này, đi yếu hết thầy này chia sẻ, thầy trên mạng chia sẻ những clip video. Nó vào trong này nhiều quá mọi người, nó mệt. Mệt ghê gớm. Rồi, anh em nào nếu mà không tiết kiệm ít tiền nha, sắp xếp thời gian xa vợ, xa chị nhà khoảng hơn 10 ngày, vui lòng liên hệ với Đình Tuấn để rời bến đi ạ. Sắp xếp cửa hàng xe của mình bây giờ, đừng nhận xe nữa, làm cho nó hết đi. Rồi, bàn giao cho vợ ở nhà, em ơi, lo cho con cái của anh ăn học nhá. Chờ anh đi tu luyện ở núi Võ Đang, hoặc là núi Quân Luân, hoặc là trên gì gì đấy. Tầm khoảng mất khoảng 2 tuần anh sẽ về yêu vợ hơn và sẽ tặng quà cho vợ cho con đấy, sẽ làm cho vợ tiền nhiều hơn đấy. Thì anh chị em thông cảm cho người chồng của mình, muốn người chồng của mình nâng tay nghề đúng không ạ, giỏi hơn cho cửa hàng của mình, thì rất mong ở chị nhà đồng hành và cùng quan điểm với anh nhà, để cho anh nhà được lên núi trong vòng khoảng 2 tuần đấy, để anh nhà được tu luyện ok, rồi sau 2 tuần anh sẽ về lại với chị và các cháu nhá. Nếu mà chị nào đang ngồi gần những anh trai xem những cái video live stream trong fanpage của Đình Tuấn, thì Tuấn muốn gửi lại những cái lời nhắn nhủ nhỏ nhoi tới chị nhà, hãy ủng hộ người chồng của mình. Người chồng của mình làm được tất cả tiền, hay trong tương lai về già tất cả người hưởng được là người vợ và con cái. Một người chồng và một người đàn ông làm tất cả cuộc sống này chỉ vì vợ và con, làm cho vợ để vợ có tiền, vợ được sung sướng hơn, làm để cho con, để con được có tiền, con được ăn học, con được sắm sửa những bộ quần áo đẹp nhất đấy, được ăn những bữa cơm cảm thấy nó ngon nhất, để con có tinh thần thoải mái, để lên trường cô giáo dạy một thì hiểu được hai, để sau này chúng ta biết cái chữ cái nghĩa, để ra xã hội chúng ta có tiếng nói đúng không ạ, có chữ viết đấy, không phải là chúng ta phải lăn tăn đấy. Hãy củng cố đời cha. Hãy củng cố làm gì, đời cha cố gắng cày để củng cố đời con chúng ta tốt hơn chúng ta đấy, sau này nó khác với anh em mình, nó sẽ là được cái điểm xuất phát. Khi con mình đã là ở cái tuổi trưởng thành, đủ tuổi 18, đủ tuổi để xa xã hội, làm kiếm đồng tiền để biết đúng biết sai, thì lúc này nó luôn luôn có một cái móng vững chắc, khi người cha đó đã tất cả những giọt mồ hôi, những giọt máu, bỏ ra những công sức để làm, để cho con có cái móng đứng vững. Sau này mày không học thất bại thì mày luôn luôn có cái móng và cái vốn đấy, mày lại tiếp tục yêu và làm cái nghề mà lúc đầu chúng ta hướng cho con. Mày không phải đi cày cuốc như bố bản thân ngày xưa, phải đi chạy từng ngang từng đồng để yêu mẹ con. Hôm nay bố bảo ngày xưa bố yêu mẹ này này, lâu nay kể cho các con, khi nó lớn rồi mới kể.
Ngày xưa bố yêu mẹ như thế này con có biết khổ như thế nào không? Đấy, ngày bố phải đi làm quần quật. Bố tính là cái thời đó là 200 là một quan. Nếu mà đi vào những cái quán mà hẻm, những cái chỗ mà tiền yêu rơi vào 50.000. Đấy. Rồi nhiều lúc bố phải ở đổ xăng. Đấy, thời đấy bố làm đồng tiền rất vất vả. Bố phải tính toán hôm nay ăn cái gì để tối nay đi chở mẹ đi chơi. Đấy. Còn các con bây giờ rất khỏe. Đấy. Có gì, có nhà, có cửa, có xe. Đấy, có vốn. Đó. Thì con hãy lựa chọn cho mình một cô gái cảm thấy ưng ý nhất để con đi với hết cuộc đời, như kiểu bố với mẹ của con. Đấy, thế thôi. Thì cuộc đời nó chỉ là như thế. Đồng tình bấm cho em cái số 1. Đi từ 2 tuần bao nhiêu anh Tuấn? 10 triệu Việt Nam đồng anh. Tới đây từ xăng cho tới FI mọi người đứng vào. Tới đây học được cái gì, mọi người muốn học được cái gì em chỉ hết mọi người cái đấy. Được chưa? Rồi, 10 triệu em công khai luôn, 10 triệu. Mọi người muốn ở lại 20 ngày cũng được, 30 ngày cũng được. Nếu anh em nào rảnh rỗi, tới đây. Rồi, phút này sẽ có cái xăng cho anh em. Được chưa? Về nhà loạn quạng làm khoảng 2 tháng lấy tiền vốn đấy. Lấy tiền học phí luôn trong vòng khoảng 2 tháng. Xe cross ổn hơn xe Túc Sơn. Xe Túc Sơn bây giờ máy cross bản 2.1, phiên bản 2.1 động cơ xăng và điện nó bằng giá nhau ấy. Bằng giá nhau Túc Sơn với con cross động cơ 2 lít xăng điện. Ờ, thì video tới đây xin chào mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên chị nhà và các cháu. Xin chào. Rồi mọi người kiểm tra tất cả cửa hàng mình thiếu gì ủng hộ em nhá trong Zalo. Rồi ít bữa nữa sẽ có từ đây, ít bữa nữa sẽ có mọi người có một cái nhóm học về sơ đồ điện trên app. Dạy mọi người miễn phí. chịu khó đọc những cầu chì này được. Chịu khó học. Ơi, em xin phép. Tất cả cái gì mọi người truy cập vào Zalo 090955 Zalo được mà mang tên Tay Ga Đình Tuấn nha. 090955 993. Cảm ơn quý vị.